Chào mọi người, hôm nay lại là một thông tin thú vị cho mọi người nè. Như mọi người đã biết thì những cái trái sung mà Trúc bán thì thường là những cái dòng sung phổ thông, đa số là Black Genoa, nhưng mà cái độ ngọt của nó cũng khá là ok, và có cái giai đoạn thì cái trọng lượng, cái kích thước của nó cũng vượt trội ha. Và ngày hôm nay thì Trúc muốn giới thiệu cho mọi người một cái giống sung khác nữa, đó là giống Black Madeira. Thì khi chín thì cái trái này nó cũng sẽ có cái màu là nâu tím mọi người, nhưng mà cái trái nó sẽ tròn và nó dẹp hơn, chứ nó không có thon dài như là những cái giống phổ thông. Cái điều đặc biệt của cái trái này là nó khá là ngọt, rất là ngọt chứ. Và ở bên trong nó thì sẽ có cái cấu tạo cũng rất là ngộ lạ so với những cái trái sung thông thường khác. Cái này thì không có phổ biến đâu mọi người, cũng không có nhiều trái đâu. Và cái năng suất của nó mọi người nhìn nè, cây thì cũng sẽ cho rất là nhiều trái, nhưng mà về cái thời gian cho trái và trái chín nó cũng sẽ lâu hơn những cái giống phổ thông khác. Nên là những cái trái này thì nếu như mà bán thì nó sẽ rất là mắc tiền, và phải trồng số lượng lớn thì mới có đủ trái để bán. Còn ở trong vườn này thì mình chỉ có một vài cây thôi, và lâu lâu nếu như mà nó có chín thì bỏ ra cho mọi người, chứ còn cũng không có phải là bán riêng lẻ nó. Bây giờ thì mình sẽ cùng thử test xem là cái trái này ở bên trong nó như thế nào, và ăn nó có ngọt không nha. Mọi người nhìn thấy nó đỏ ao à mọi người. Đẹp chưa? Ở bên trong của nó nè, rất là đỏ luôn, rất là tươi luôn. Và cái màu này là một cái màu cực kỳ đẹp mọi người. Sẽ rất hiếm thấy một trái sung có cái màu đẹp như thế này đúng không mọi người? Thật là xuất sắc ha. Và bây giờ thì mình cùng test xem là cái độ ngọt của nó như thế nào. Trái này thì độ mật của nó chỉ mới 50%, nửa trái thôi mọi người. Nó có vị ngọt đậm nha, và dĩ nhiên là không thể nào thiếu một chút chua phía gần cuống. Vỏ nó cũng sẽ dày hơn, nên là mọi người nhìn thấy khi cái trái chín nó thì nó nứt ra, nhưng mà nó không có bị mềm và không bị nhũn như nhiều cái loại khác vỏ mỏng ha. Rất là đẹp và rất là ngon.